xuất hiện hot girl trại giam gây sốt mạng xã hội và câu chuyện phía sau. Những hình ảnh của nữ tù nhân xinh đẹp vừa hoàn lương đang gây sốt trên mạng TikTok. Chủ tài khoản ghép ảnh hiện tại của bản thân với ảnh một nữ tù nhân viết chú thích ngày xưa và hiện tại khác nhau. Video này được 1,1 triệu lượt xem và 57.000 lượt thả tim. Sau khi gây bão, chủ tài khoản đã khóa chức năng bình luận. Đây không phải là video duy nhất cô gái này ghép ảnh mình kèm với ảnh nữ tù nhân xinh đẹp kia. Ở hai video trước, cô này viết: "Có ai cho em một cơ hội và chấp nhận lấy em làm vợ? Có ai nhận ra em của 6 năm trước? Em cố gắng rồi nhưng vẫn mặc cảm và không quên được quá khứ. Tội đánh nhau cố ý gây thương tích, trại giam An Phước." Nhiều người xem để lại bình luận động viên: "Làm lại em ơi, ai cũng có lúc sai lầm. Ai chẳng có quá khứ em ơi, bồng bột tuổi trẻ mấy ai tránh được. Cố lên em ơi, đoạn đường còn dài còn khó khăn hơn em à. Chúc em mạnh mẽ và luôn vui vẻ nhé." Nhưng sự thật có đúng như chủ tài khoản viết, nữ tù nhân có vẻ đẹp sắc nước hương trời kia là Nguyễn Thị Cẩm Vân, sinh năm 1989 ở Lạng Sơn. Năm 2011, cô bị tòa tuyên án 19 năm tù vì tội mua bán người và mua bán trẻ em. Tháng 6 năm 2012, khi đang chấp hành án, cô tiếp tục bị Tòa án Nhân dân Bắc Ninh phạt 6 năm tù tội mua bán người do có liên quan đến một vụ án khác. Tổng hình phạt nữ phạm nhân phải nhận là 25 năm tù. Nhờ nhân sắc nổi trội, Vân được mọi người đặc biệt danh Hoa Khôi trại giam. Những bức ảnh của tù nhân Nguyễn Thị Cẩm Vân xuất hiện trong video của nữ TikToker được chụp vào năm 2012 khi Vân lao động sinh hoạt tại trại Ngọc Lý, Bắc Giang. Còn cô gái được ghép ảnh thì không liên quan gì. Như vậy đây chỉ là trò câu like và không hề có việc nữ tù nhân xinh đẹp đã được ra tù, hoàn lương để quay clip đăng lên mạng xã hội. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.